vốn dĩ từ lâu câu chuyện về ngày 20 tháng 10 sẵn sàng điều bất thần gì để hội con gái lớp mình được nở mày nở mặt với lớp khác đã trở thành bài toán khó khiến các chàng trai lo lắng, đắn đo mất ăn mất ngủ. Qua dễ đoán, bình ăn quá thì lại bị cho rằng vô tâm, làm nhanh nhanh cho có lệ mà nếu lỡ mà chọn dàn phá cách, độc lạ nhưng không hợp vu thì người ta cũng chẳng vừa lòng. Tặng quà à, cũ lắm rồi. Trà sữa à, cũng không có gì là mắc cả. Vậy nên thay vì tặng những món vàng đi vào truyền thuyết, năm nay các chàng trai luôn đã biểu thị độ chịu chơi và sức sáng sủa tạo của mình bằng việc tự đe xích một tấm thiệp siêu xịn sò lấy ý nghĩ đó từ cuốn hộ chiếu lịch sự chảnh. Liên hệ với chủ nhân của loạt ảnh chụp tấm thiệp 20x10 xịn sò, cô gamer thủ có tên Lâm Hà Trang đến từ Nam Định, hiện đang là tân sinh viên lớp 4427 ngành luật thương mại quốc tế Đại học Luật Hà Nội. Hà Trang chia sẻ. Bọn mình không biết các gamer thủ nam trong lớp đã sẵn sàng và lên kế hoạch từ bao giờ nữa. Nhưng buổi chiều lúc tan học thì các gamer thủ nữ trong lớp đều được phát cho tấm thiệp mời này. Mình rất bất thần và cảm thấy khá thu hút về điều đó. Cô gamer thủ cho hay lúc đầu khi nhận được tấm thiệp hội chị em cực kỳ ngỡ ngàng, sau đó cảm thấy tự hào về các gamer thủ nam lớp mình vì sự sáng sủa tạo cũng như sự chu đáo đối với các gamer thủ nữ, thậm chí có một số gamer thủ nữ lớp khác còn nói rất ghen tị với lớp cô gái này. Vì mình và gamer thủ viết thiệp cũng hay chơi cùng nhau nên gamer thủ mới viết khá là tâm huyết. Trước hết mình cảm động bởi gamer thủ mới viết cho mình tương đối dài, tiếp đến nghĩ cũng buồn cười cợt vì dám cà kiệt mình kẻ chân mày không chuyên nghiệp nên mời mình đến quơ số bàn về cắt kẻ chân mày, cô gamer thủ thể thêm. Nhìn thoáng qua là đã thấy người viết có tâm rồi. Bắt đầu cuộc sống sinh viên được một thời gian cũng như qua tiếp xúc cô gamer thủ nhận xét các chàng trai lưu khá tâm lý, vô tính, chu đáo và nghiêm túc khi làm việc nhóm. Cho nên để tấn công lạnh lẽo về năm nhi dân luật có lẽ Trang chỉ cần ngăn nắp bằng vài từ bên ngoài lạnh lẽo lùng bên trong ấm áp. Trong thiệp mời vàng năm sinh này cũng đã hẹn gặp gỡ mặt các gamer thủ nữ vào ngày 21 tháng 10 với nhiều ý muốn bất thần chưa được tiết lộ. Hà Trang cho biết cuộc sống của một tân sinh viên xa gia đình còn nhiều bỡ ngỡ nhưng bản thân cô gamer thủ đã có thể thích nghi khá nhanh ở môi trường mới. Đến thời điểm này có lẽ gian nan lớn nhất với Trang chính là bộ ba sát thủ, lý luận, hiến pháp và triết học ở trường luật. Tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ từ nhiều giảng viên vô tính, tâm huyết cộng thêm sự ấn áp cũng như quan tâm của các gamer thủ nam nên mọi thứ cũng trở nên sát nhau và thuận lợi hơn. Ngay sau khi cuốn Bad Boy chào mừng ngày 20 tháng 10 tự kiến tạo lộ diện, rất nhiều gamer thủ nữ lớp 4427 đều tự sướng đăng to vi Facebook ngay lập tức khiến cho tập thể mạng được fan khen tị hết nức. Ngoài ra, Hà Trang cũng rất mong chờ đến ngày 21 tháng 10 để xem các gamer thủ nam sẽ mang đến bất thần gì cho hội chị em lớp mình. Tấm thiệp hang ma đe cực kỳ xịn sò làm dân tình khen tị.